Dạ nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì chúng em lên cho các bác 3 cây cửa xích hệ Estin các bác nhé. 3 cây này là nói chung là hệ cửa gia đình đó các bác. Cho các bác nào mà nhu cầu cần tìm cho mình một chiếc máy cửa hàng hệ đẹp chất lượng về sử dụng để nói chung là dọn vườn đồ linh tinh thì các bác lựa tham khảo từ 3 con này các bác nhé. Ba con này là hệ Estin. Một con là 170C này các bác. Một con là 180C. Đó, 180C và một con là Estin 018 các bác nhá. Đó, ba cây này là đều là dòng bãi Đức cho các bác, nguyên zin nguyên bản, xuất hàng chuẩn Nhật nội địa các bác nhá, nhập về Việt Nam, máy móc tình trạng thì em nghĩ là con này thì còn 90% nữa, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Ba con siêu siêu VIP luôn các bác nhá. Các bác thông cảm giúp em, ngoài trời thì bây giờ đang có lác đác vài hạt mưa thôi. Nên là cửa hàng chúng em sẽ quay nhanh giới thiệu qua cho các bác. Các bác nào mà ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Đó, hai con 170C và con 180C này thì tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực các bác nhé. Tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực về giật rất là nhẹ nhàng luôn các bác. Đó, con này thì nếu mà để cho phụ nữ xài thì cũng ok luôn. Bởi vì cân nặng của con này thì cả lam xích thì em nghĩ rơi vào tầm khoảng 4kg, hơn 4kg một tí xíu thôi các bác nhé. Đó. Con này là 180C này. Đấy, và con này là Estin 018. 018 là con này thì không có chụp giật trợ lực các bác nhá. Và con này được tích hợp cho các bác là xả áp ở đây. Nó thay thay cái chụp giật trợ lực. Nếu mà các bác nào muốn giật nhẹ nhàng thì bật xả áp lên. Đấy, con này không có chụp giật trợ lực thì giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. Để cho các bác nào mà nhu cầu về sử dụng kinh phí thấp mà muốn lựa chọn hàng hệ thì có thể tham khảo từ con này. Đấy, và hiện tại thì hai con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.300.000 cho một con Estin 170C các bác nhá. Đó. 3.400.000 cho một con Estin 180C. Và con Estin 018 này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.100.000 các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nơi cho các bác luôn, tận nhà luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc. Đó, và tặng kèm cho các bác là bộ phụ kiện là gồm một típ mở buji, một chiếc rỗ và một tô vít chỉnh. Đây, tổng thể của cái máy, máy móc quá là xuất sắc luôn các bác nhá, cả ba con cực kỳ đẹp. Giá thì nói chung là máy móc đẹp thì đôi khi giá nó sẽ cao hơn thị trường 1-200 ngàn các bác nhá. Nhưng mà bù lại cho các bác sẽ lựa chọn cho mình được một chiếc máy cưa siêu siêu VIP luôn. Đấy, em nghĩ là ba con này thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Khó mà có thể lựa kiếm được cho mình những máy cưa mà đẹp như thế này các bác nhá. Đó. Quá là đẹp và chất lượng luôn. Ba con máy móc thì nguyên zin nguyên bản từ A đến Z các bác nhá. Con 180 thì tích hợp luôn cả vào ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, vặn xích tự động này các bác. Và con 018 thì cũng tích hợp ốp lam như thế. Còn con 017 à con 170 này thì tích hợp của nó ốc ốc lam vặn bằng hai ốc các bác nhá. Đó. 3.3, 3.4 và 3.1. Đó, và giá của cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship rồi. Các bác nào ưng ý một trong ba con này thì có thể liên hệ qua cho em để đặt hàng. 170C nhá. Để em sẽ nói lại, nếu mà các bác nào chốt con nào thì ví dụ các bác báo cho em. Con này là Estin 170C này các bác. Đó. Con này là Estin 180C và con này là Estin 018C. Đó, các bác nhớ giúp em cái mã máy nha các bác nhá. Để các bác liên hệ qua cho em thì báo cho em để cho cửa hàng chúng em biết là con nào. Thì các bác thì cửa hàng chúng em sẽ gửi con đó đi cho bác. Đấy, máy móc siêu VIP luôn các bác nhá. Rồi, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Ngoài trời thì bây giờ nó đang có lác đác vài hạt mưa rồi. Cửa hàng chúng em quay nhanh để gửi video lên cho các bác xem qua. Thì các bác nào mà có nhu cầu muốn test nổ thì kết bạn qua Zalo cho em, thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ cho các bác nhá. Test nổ, các bác nào muốn nhu cầu tháo máy kiểm tra nòng, cửa hàng chúng em vẫn tháo ra để gửi video cho các bác xem qua. Đấy, các bác uy tín là hàng đầu các bác nhá. Nên là các bác không cần phải lăn tăn là máy móc mà cửa hàng chúng em bảo thay thế linh kiện không dám gỡ ra cho các bác xem qua. Đó. Tháo xem thoải mái cho các bác. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em, rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác.